Ước mơ Five X High vén màn những tột đỉnh. Và những ngày này chắc chắn là chúng ta sẽ dành nhiều thời gian của mình hơn trước màn hình TV. Và hãy chờ xem Fox Movie sẽ mang đến những siêu phẩm nào vào mỗi thứ sáu hàng tuần nha. Fire Your Power là chùm phim về các siêu anh hùng của Marvel như Iron Man, Thor, Captain America sẽ được phát sóng đều đặn vào mỗi thứ sáu hàng tuần từ hôm nay cho đến hết tháng 5. Và mở màn cho tuần này là tay đấm mạnh mẽ nhất của biệt đội Avengers, một bộ phim với doanh thu hơn 1 tỷ đô la, Captain Marvel. About to show these boys how we do it. This April and May, unleash your power with Marvel superheroes. You can't destroy power, or you will become a hero. Find your power every Friday in April and May. Chúc các khán giả của Fox Movie sẽ có thật nhiều sức khỏe trong thời gian này. Và vừa rồi là Fox Movie Presents. Ước mơ 5X2 vén màn những tột đỉnh.